chào anh chàng người giao. Được. Hello, chào bác Cầm, bác Phong nha. Chào. Rồi, ok. Sorry mọi người nha, đang ăn sáng nha, sorry nha. Rồi, có sao đâu mà cứ gì sực thoải mái. Có gì đâu mà lo, mệt quá. Ta nói rồi, còn một tiếng mấy nữa. Có trời luôn. Mình có quyền à, cà khị á. Vậy sao không kêu anh vô sao quyệt cho? À, xin lỗi. À, không thấy à, cái gì mà làm đi vậy cha Phong? Dạ, đang làm gì mà? Đang chiên xào ốp la để ăn bánh mì sáng. Bên này là sáng mà thượng sĩ. Đang sáng hả? À. Đang sáng. Bây giờ mình nói sơ qua chút xíu về bên Mỹ đi. Hiện giờ bên Việt Nam thì các em đang chờ đón giao thừa, đúng chưa? Đúng rồi. Và hình đúng như rồi. Là các em hình như là cả tuần lễ này là hình như ở nhà nào cũng rửa ráy nè, cũng chân dọn nè, cũng làm những cái chỗ mâm quả của cúng ông bà các cái nhà cửa cho là sạch sẽ, phải không? Đúng không? Rồi bắt đầu chuẩn bị đón Tết rồi, ok. Còn bên này á thì hiếm hoi lắm những người nhà nào mà coi như là đông đúc mà hội tụ gần gần cả bà con gần gần thì còn có thể làm được đó. Còn riêng những nhà nào mà coi như là con cái mà đi xa làm ăn xa thì coi như miễn có Tết luôn. Như tao đây là hiện giờ tao cứu mày coi hồi nãy đó, cũng lọ bọ, cũng đi ráng, cũng đi order được cái hai cái bánh chưng lên bàn thờ xong, như mua hoa cắm rồi, không có giao thừa giao thét. Vậy lúc này bây giờ thì tụi bay đón giao thừa là tao bắt đầu đi cài, hôm nay tao vẫn đi cài đó. Nói như vậy mình hiểu rằng cái Tết ở nước Mỹ này nó buồn cười ở cái chỗ là nó nhạt nhẽo vô cùng. Nói gì thì nói thì cái Tết trong lòng người con người thì mới là quan trọng, bởi vì mình nghĩ là cái Tết Việt Nam mình vui lây cái Tết của Việt Nam thì ok, chứ ở đây mà nói chỉ đón Tết thì nó vô nghĩa, nó không có cái con mẹ gì mà đâu đó, nó đâu có cái gì đâu mà đó, đúng không? Tao cái xíu của tao thì dồn ra là tuyết đại phủ đầy trời, đồ má vô nhà lạnh cống rồi thì làm sao mà có Tết được. Nói như vậy thì mày hiểu. À, thì mỗi lần mà tụi bay ăn uống cái gì mà Tết nhất là tao cấm, thì hôm trước tao nói rồi, đừng đưa món ăn lên, đưa món ăn lên tao chửi á. Tại vì tao chửi là bởi vì tao không có ăn, mày hiểu không? Nó chẳng gì đó, vừa mãi thôi, rồi vừa mãi. À, nói về cái Tết á thì em nói về cái hồi xưa em ở Sài Gòn á. Thật ra em cũng chưa bao giờ chuẩn bị Tết hết đâu. Hồi xưa tới giờ không có chuẩn bị Tết. Tại vì em ở Sài Gòn á là cái tầm khoảng 25 Tết là em dẫn cả gia đình về, là em đi ăn Tết kép luôn à. Tao nói cái hay chỗ đó. Cái hay của chỗ đó là mày biết sao không? Có nghĩa là cái Tết của Việt Nam là cái Tết toàn bộ nhân dân. Mày hiểu không? Cho nên là bị lùa theo, có nghĩa là mày hòa đồng, mày cứ đi là mày ăn Tết rồi. Bây giờ thì Tết là không có sợ đói, mày cứ ghé trong cái nhà là bắt đầu người nào cũng vậy thôi. Vô tình. Hồi xưa em ở Sài Gòn á, cái giới bạn bè làm ăn á, không bao giờ người ta tới nhà em ta chúc Tết, tất cả biết ông em đi rồi, 25 lẩm đi rồi. Trốn lì xì. Mày trốn đi về trốn. Anh biết sao không? Tại vì khi Tết nó vui hơn. Đúng rồi. Từ 3 đến 15 là bỏ con cái rồi lên xe là anh quốc về Nha Trang. Thì về Nha Trang thì mình ăn ké thôi anh. Mình đâu có xếp gì nữa. Mày về Nha Trang, mày về gia đình mày, chính mày cũng là khách rồi. Thế ra mày đâu có làm mẹ nhào vô là bà ngoại, là các bà nội. Thấy gì không? Cái gì? Bao lì xì phải không? Bao lì chưa? Ở đây làm gì có chuyện này, nó thiếu thốn đủ mọi hình thức, có nghĩa là thì thôi kệ bà đó. Tao cứ tôi ghẹo cho tôi ghẹo, tôi đưa, tôi khoe, tôi ghẹo cho mấy ông nhớ quê chơi à, còn chửi nhiêu tôi nghe, miễn tôi ghẹo không được là tôi khoái rồi. Các bác nói chuyện vui quá trời luôn. Ok thì mấy ta nói nãy rồi, ta nói bây giờ còn một tiếng mấy nữa bên Việt Nam giao thừa, thì bây giờ mình lên mình ra tán dốc như vậy, mình cà khịa đi cho nó đã được. Ông địa qua vô mình, là không có được cà khịa nữa, tại vì nó đã qua năm rồi. Rồi là đón giao thừa đó này. Rồi thì
mình gà khịa khoảng nửa tiếng là đủ rồi, mình nửa tiếng là đủ rồi. Hôm nay là không có chủ đề, nói chủ đề. À, đúng rồi, không có chủ đề mà chứ cứ lan man vậy, cứ cà khịa, muốn nói gì thì nói, muốn thoải mái muốn chửi ai chửi. Bị và qua 12 giờ là không được chửi nữa, rồi giờ xong. Ok. Thì tổng kết lại cuối năm con trâu phải không? Sử phải không? Thì hầu như mình nó đạt được những cái thành tựu mà mình phải công nhận là nó mình cầu mong là cái đà đó là mình tiến xa hơn. Có nhiều cái năm 2022 các nước khác thì không biết, nhưng mà riêng Việt Nam mình, riêng Việt Nam thì coi như là đang có một cái gì đó mà mình cảm thấy là mình đỡ mặt nở bài về những vấn đề thành tựu về kinh tế nè, vấn đề về vấn đề coi như là bước đi một cách rất là vững chắc, nói một cách khác là vậy. Rồi còn vấn đề chi tiết xã hội thì mình không bàn cãi, bởi vì ở đây đất nước nào cũng vậy, từ đụng xe, trộm cắp, ăn trộm gà, trộm chó thì mình không bàn cãi. Mình chỉ bàn cãi từ mặt bằng chung của xã hội Việt Nam mình hiện giờ đang có tiếng nói và có một cái sự gọi như là một cái sức mạnh mà các nước cường quốc hiện giờ đang nể, ví dụ vậy. Ok, Phong có gì nói đi em. Dạ, đang nhai mà biểu nói chuối. Như bắt tập em coi như hôm nay là cái chương trình là gặp gỡ cuối năm đi. Đúng rồi, ok. Nhắc lại cái năm con trâu vừa qua thì cũng có chuyện vui mà khá nhiều chuyện buồn. Đây, cái mà cái buồn sâu sắc nhất là cái nàng Covid ghé thăm ở lâu quá. Rồi. Thì qua cái năm vừa rồi thì nó cũng nổi bật nhiều một số chuyện, chuyện được thì cũng nhiều mà chuyện mất cũng nhiều luôn. Đúng rồi. Còn bây giờ mình đừng nói chuyện được, mình nói chuyện mất đi. Được thì ai cũng biết rồi. Thì thật ra cái cuối năm vừa rồi qua cái bệnh dịch thì cái xã hội Việt Nam nó cũng khá nhiều vấn đề. Mà nói đi nói lại thì Covid nó đem đến cho cái xã hội Việt Nam toàn là những cái điều tiêu cực. Nhưng mà tôi thấy có một điểm Covid đem lại cái điều tích cực là lôi ra một số tham quan hơn Covid. Cảm ơn Covid. Qua cái khủng hoảng á, nó mới lòi ra nhiều nhiều cái nhân tố tiêu cực ở trong xã hội. Đúng. Thì mình phải cảm ơn Covid chứ. Cảm ơn Covid thật sự. Thì vấn đề là làm tới đâu. Ok. Xã hội nào, chính quyền nào cũng vậy. Cái tham nhũng á là một cái vấn nạn của mọi chính quyền. Thế. Nhưng cái vấn đề là mình thấy có làm là tốt rồi. Chỉ sợ là vậy nè. Chỉ sợ ở những cái nơi á, mà người ta tuyên bố là không có tham nhũng mới đáng sợ. Chứ có tham nhũng là bình thường. Có tham nhũng là bình thường. Đó là một cái vấn đề mà hầu như các quốc gia trên thế giới là đều bị cả. Không phải là riêng. Ở nơi á, mà người ta gọi là không thấy tham nhũng nó mới là nguy hiểm. Tại vì sao em nói như vậy? Tại vì lúc đó các cái thế lực về kinh tế, tài phiệt, chính trị nó đã thỏa hiệp với nhau rồi thì làm sao thấy tham nhũng được? Không. Đã thỏa hiệp với nhau thì không thể thấy được. Nên ở Việt Nam mỗi lần có chuyện này chuyện kia mình người ta nhìn vào á thì người ta thấy tham nhũng tràn lan. Ok, đúng luôn, không có gì sai hết. Có cơ hội là tham nhũng, có cơ hội là tham nhũng. Vấn đề là người ta dám đưa lên và nói, người ta dám đánh. Còn ở chính những xác. Nơi ở những nơi mà nói không có tham nhũng á, cái đó mà đáng sợ, cái đó mới là đáng sợ. Sao những cái thế lực về kinh tế và chính trị nó đã kết nối với nhau hết và nó bao che, nó hợp thức quá cái tham nhũng bằng luật pháp, thì lúc đó người dân không bao giờ thấy nữa, không bao giờ thấy nữa. Cái đó mới là nguy hiểm. Đấy, còn cái kiểu tham nhũng Việt Nam nó đơn sơ quá, dễ thấy quá. Bây giờ nó thẳng luôn ở Mỹ này. Cái tham nhũng nó được hợp thức quá bằng hình thức này, bằng hình thức kia. Ủng hộ rồi đấy anh không? Ủng hộ rồi đấy. Cái mới
dây, cái mối dây liên hệ giữa các chính trị gia và các tài phiệt nó rất là gắn bó, hỗ trợ cho nhau, nên một cái xã hội nó đem lại sự hiệu quả. Họ Mỹ làm cái gì cũng hiểu, nó mang cái tính hiệu quả nha, hiệu quả lắm, tại vì họ đã gắn kết với nhau rồi. Họ đưa ra những cái luật này luật kia, nhưng mà cái luật đó có lợi cho ai? Đấy, luật là con người viết ra, nhưng mà nó có lợi cho ai? Đáng nói, nên qua cái năm vừa rồi mà cuối năm nay đủ cái chuyện Việt Á rồi cục gì, tôi nói thật, ngay từ đầu, nói thật không phải đợi tới bây giờ, ngay từ đầu mà tôi nghe cái vé máy bay là tôi thấy có mùi rồi, tôi đã thấy có mùi từ xa rồi, chứ không đợi tới giờ là tôi nói bảo đảm trong đây là có tham nhũng, đẩy nó mới đẩy cái giá vé lên cao như vậy. Thì tất nhiên là cái người có nhu cầu người ta phải chịu thôi, anh không thích thì anh đừng đi ấy, nhưng mà cái nhu cầu, thật ra cái nhu cầu lúc đó là cái nhu cầu cấp bách quá, họ phải cần, bây giờ có 10.000 họ phải đi. Thì chính vì cái đó từ ngay lúc đầu là tôi đã nói rồi, bảo đảm có chuyện này. Đấy, thì nói chung là cái tham nhũng thì nó chỉ chờ có cơ hội là nó bục ra thôi, ở đâu cũng thế cả. Nhưng mà cũng bất công biết dùng cái nào, đáng mừng là ở Việt Nam họ trời ơi, ông bắn bao nhiêu ca kìa, cuối 60 anh ơi, cuối 60. Cái chuyện nó qua rồi thì mình nhắc lại gì thôi, nhưng cái đó cũng không nên, mình cũng không nên buồn. Cái đó cũng rõ ràng, cái đó là đáng lẽ là không nên buồn và mừng nữa, là bởi vì sao? Là họ, nhà nước nó cắt, nói một cách nôm na là chính phủ đã biết và đang khởi tố vụ án, có nghĩa là họ đã bắt tay vào cuộc, tất nhiên là họ đã có một cái vấn đề là đã trừng trị hoặc là đã thu hồi lại cái gì đó gọi là tham nhũng, đang ở đó là ok, chỉ sợ là người ta lơ hoặc là người ta không biết thì thôi, còn họ đã biết rồi thì đương nhiên là mình phải yên tâm, mình nói cái điều đưa ra ánh sáng cả, và tao tin tưởng là cái điều này là cái ở trong cái thời gọi là bắt trọng nhà ta đó, nó có một cái gọi là gì đó, đốt lò đó, thì tao nói là không ai tránh khỏi, bất kể là ai, không có cái vấn đề coi như là che bao che gì cả, thì có nghĩa là ở đây nó có những cái người mà lợi dụng cái điều đó lên than giảng ngồi nói này nói kia, nhưng mà họ có biết đâu là những cái điều đó là do báo chí chính quyền của đất nước đưa ra thì họ mới biết. Giống cái này cái chuyện này tôi không nói, tại vì tôi ở trong nước, với hơn nữa tôi cũng là một cựu chiến binh, tôi cũng là một công chức nhà nước, tôi về hưu. Mà tôi nói ra điều này thì nói là tôi binh vực chính quyền, tôi binh vực Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi binh vực cho chính bản thân tôi, bởi vì tôi từ trong đó tôi ra mà, nên để mấy anh nói, để mấy anh nói thì nó có giá trị. Thì không phải, thì tao đã thường thường tôi nói cho mấy nghe là một cái người mà bất đồng mà quan điểm với nhà nước Việt Nam mình thường thường là hay đưa ra những cái sự tiêu cực của đất nước Việt Nam mình để lên nó ngồi nó chửi rủa nó than vãn nó làm đủ rồi, nhưng mà cái điều quan trọng là nó đâu có biết đâu là nó lấy tin từ những cái tờ báo, từ những cái cơ quan chính quyền của Việt Nam, bởi vì người ta đâu có sợ, người ta đã chống tham nhũng người ta không có sợ, nhưng mà rõ ràng những cái vụ như là gì Đông Á, Việt Á gì đại khái gì người ta đưa dám đưa lên rồi, những cái vụ giá máy bay người ta cũng dám lên, và người ta đã nhập vai và người ta đã vào cuộc, người ta khởi tố vụ án thì nó mới lấy nó ra, nó ngồi nó bươi nó bóc, thì nó đâu có biết rằng người ta không sợ, người ta đưa lên người ta không sợ, và người đúng ta rồi, đã cố tình rồi, người ta cố tình đưa ra để người ta xử. Thì ta muốn nói là cái điều này là có xử là tốt rồi, mình chỉ sợ có nghĩa là người ta chỉ im lìm thôi, rằng người dân không biết, cái điều đó mới là đáng sợ. Giống y chang như thằng Phong hồi nãy mới vừa nói, có nghĩa là Việt Nam mình vấn đề tham nhũng nó còn thô sơ quá, nó giống y chang như là nó lời một cái xíu là tôi biết liền, còn ở Mỹ này nó hợp thức quá, có nghĩa là hầu như tham nhũng không có, nhưng thực chất là tham nhũng đầy, nó đầy từ trên xuống dưới luôn, mày thấy không, dân bạn nó hợp thức quá mẹ hết rồi, có nghĩa là giữa những cái thằng mà coi như tư bản gọc và những doanh nhân gọc, những cái người đó, và nó làm những cái bộ luật, bằng bộ luật đó đa số là có lợi cho những người có tiền, có lợi cho những người tư bản, phải không? Còn thời gian đen là lúc nào cũng đóng thuế chết mẹ luôn, bà còn bà cái thằng thậm chí có một cái buổi nào đó mà cái cha tỷ phú gì đó mà cái đóng cho Trung ha, Trung phải không, đóng một năm mà như $700 hay là nhiêu quá, 700 hay 7.000 đồ buồn cười ấy. Trong khi đó cái thằng dân như tao một năm đóng mười mấy 20.000 tiền thuế. Thì em cũng nhắc lại một cái điều cơ bản ở các quốc gia khác, trong đó nó khác hẳn như ở Việt Nam mình, về cái cách tổ chức, cái cách mà
từ chính trị đến kinh tế thì người ta có một cái nghề mà ở Mỹ người ta về lớp đi và nói luôn là Việt Nam là cái nghề chạy chọt á. Rồi ok, nói từ từ Việt Nam luôn đi, là cái nghề chạy chọt mà ở Mỹ họ công nhận điều đó, mà nghề đó là một nghề hợp pháp mà. Thì Pháp gọi là phê đó, áp phê đó phải không? Cò, Việt Nam gọi là cò. Mình nói cò, áp phê thì nó thấp quá. Họ ở cái đỉnh cao là gì? Họ sắp xếp cục. Nếu mày đưa tiền cho tao, tao sắp xếp được hết mọi thứ. Đó là một nhiêu là chạy cò đó, chạy cò thì nó gọi là chạy cò đó. Ở đây họ dùng cái từ là lobby. Đúng lót á. Tao cầm tiền tao đi, tao đưa cho mày, tao nói tao thương mày, tao ủng hộ mày, chứ tao có hối lộ nha. Ok, Pháp công nhận, này nó thương, này nó đưa tiền thôi, chứ nó đâu có hối lộ đâu. Nhưng mà cái động tác đó ở Việt Nam cho là hối lộ, phải không? Thì Đỗ Dũng đó, thì Đỗ Dũng nói rồi, ở Mỹ này cái từ hối lộ không có, ở đây chỉ có ủng hộ thôi. Ở bên đây nó gọi là cái nghề lobby, có những cái công ty lobby rất là lớn và có thể từ quốc gia này xuyên quốc gia luôn, cũng phải quốc gia nhờ luôn. Thí dụ nha, bây giờ tôi lấy một thí dụ nè, ở Việt Nam muốn đề bạt một cái gì đến tổng thống Biden nó có đi trực tiếp được, có đôi lúc phải qua mấy cái công ty này phải lobby cho nó để nó thu xếp giùm. Đấy, nên ở bên đây nó có một cái nghề rất là đặc biệt là nghề lobby, mà theo tôi tìm hiểu á, ông trùm lobby của nước Mỹ là Kissinger. Tại vì cái quan hệ chính trị của ổng lớn quá dày. Ông biết nhiều quá có nên phải, nếu gọi đúng nghĩa có phải là môi giới không anh? Đúng rồi, đúng rồi đó. Môi giới gọi là, bây giờ nó vận động thì đúng hơn. Vận động. Vận động. Ví dụ anh bởi vậy ở Mỹ này nó có một cái từ thường thường á, nó gọi là vận động hành lang. Vận động hành lang là biết là gì? Thí dụ như ở có một cuộc họp thượng đỉnh gì đại khái gì ha, thì có một cái nhiều nhân vật vận động hành lang, em mày muốn gì mày, được hôm nay muốn gì cái vậy, sao tiền nhiều là tao làm đó, đại khái vậy. Bây giờ rút lại nè, ở Mỹ này nếu mình có tiền nhiều, trắng thành đen thành trắng, tôi bảo đảm luôn, anh muốn cái gì cũng được hết, nếu anh đủ tiền, kiểu gì cũng được hết, nhưng mà nó hợp pháp. Đúng rồi, nó hợp pháp, nó không có hợp pháp chút nào hết á. Thí dụ bây giờ tôi nói thí dụ một cái người luật sư, mà nếu anh có tiền nhiều á, họ có những cái công ty luật rất là lớn, và trong đó là những cái đầu não thứ dữ không à, mà hầu như các công ty luật đó là nó phục vụ cho cái đám tài phiệt. Thì bây giờ như vậy, nếu mày đủ tiền, ok, mày muốn gì tao sẽ làm cái gì mày được hết á. Tại vì thật cái luật nói như anh nói, tôi xin cắt ngang nói như anh nói, về luật pháp chỉ dành cho những kẻ có tiền và những người có thật có quyền. Mày phải nghĩ vậy đi, mày cứ nghĩ vậy đi là chính xác rồi. Thì chính xác nó là vậy luôn. Ừ. Không có cái luật nào mà bằng cái luật của kẻ mạnh cả. Chỉ có luật của kẻ mạnh thôi. Mà anh muốn mạnh là anh phải giàu, anh phải có tiền. Dạ vâng, em có xin có một chút ý kiến này nè. Thì bên vấn đề nói về tham nhũng ấy, thì này có thể ở bên ấy, nước Mỹ thì nó như thế nào thì chúng em bên này cũng không nắm kỹ được đâu. Thế còn ở cái vấn đề mà tham nhũng ở Việt Nam ấy, thì chỉ cần hôm nay có một cái vụ gì đó thôi bác Cẩm nha, các bác nha, có một vụ gì đó mà đăng lên báo chí là nó om sòm luôn lên mạng luôn ấy, các bác cũng không ai giấu nổi đâu đấy. Vì cái vấn đề về tham nhũng ấy, thì hầu như ở Việt Nam ấy chỉ là có những cái tỷ số, phải nói cũng rất ít chứ cũng không phải là nhiều, các bác nhé. Đấy, thì mới thế thôi. Đấy, những cái thành phần tham mô tham nhũng là lợi dụng là như là lợi ích nhóm đó mà, lợi ích nhóm, quyền tổ chức rồi đối những cái điều kiện mà có thể là người ta
bị đã bị phanh phôi, tức là ta tìm ra cái vấn đề mà anh đã làm về vấn đề về anh tham nhũng cái vấn đề gì nào đó thì lập tức phanh phôi đưa ra công chúng mà lên báo chí lên đài nói hôm qua thôi. Thế thì bởi vậy ý tôi nói là bởi vậy ta mới nói là cái điều là cái tham nhũng ở Việt Nam mình là thuộc là cái dạng cấp giai cấp thấp, trình độ thấp chưa có cao. Tham nhũng ở Mỹ mới là cao, là bởi vì nó hợp sức quá luôn tham nhũng luôn. À, bởi vậy Đỗ Dũng mới nói từ tham nhũng là mấy nước khác, chẳng hạn như Việt Nam nè, các cái Trung Quốc nè, còn Mỹ là như có tham nhũng. Trời ơi, xích mây ủng hộ thôi. Ổng dài dài cái miệng của ổng, ổng vai Mỹ á, tôi ghét. Đỗ Dũng nó nghe là tiếng không nó rồi, nó ghét nó lắm rồi. Bởi vậy ông nói mà sứ quân viên đại truyền hình mà nó nói vậy, mày nghĩ rồi sao? Thì mình phải ngầm mà hiểu rằng ở Việt Nam chỉ là một con số rất là lẻ nhỏ đối với thằng Mỹ, chẳng là vậy. Mà cái tham nhũng của Việt Nam mà để cho bị ra mà đưa ra truy tố ra là thuộc là dạng kia bằng giai cấp thấp, không có nghĩa địa gì. Trời ơi, phải học Mỹ nè, tham nhũng là tham nhũng cả hàng tỷ 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 Mỹ Kim á, chứ không có đường nước tỷ tỷ Việt Nam. Đồ buồn cười thôi. Nói chung là Trần Phong nói rất là chính xác. Ở đây nó có một cái nghề gọi là nghề môi giới mà gọi là vận động hành lang để mà tẩy trắng, hoặc là gọi là hợp thức quá tham nhũng, hợp thức quá tham nhũng, đó là cái nghề, nó thành một cái nghề luôn mà mới là ghê. Rồi thì ok, nói một cách khác hay chăng nữa thì bây giờ cũng gần tới cái ngày giao thừa của Việt Nam rồi, tôi có chuyện gì vui vui ta nói đi, muốn nói ai muốn nói gì nói rồi ok. Phong dạ, lại anh là cái chiều nay em có đi chợ từ nhà em ra chỗ thành phố đấy, có đâu 4 cây đấy, thì ôi rồi nhiều người ta cứ bảo này ở Việt Nam vừa rồi là cái dịch bệnh này, chắc là nhân dân người ta quá khổ rồi, không có tiền đi sắm sửa. Nhưng bác Cầm ơi, các bác ơi, là hôm nay ra chợ nha, là sức mua của nhân dân nó cũng phải nói là cũng khả thi, cũng rất là đông, mà mặt hàng thì không có hề lên xuống gì cả, vẫn giữ giá bình thường. Thịt heo này, thịt trâu, thịt bò này, rồi hoa quả cây cảnh, rồi thì nói chung là các loại mà sử dụng, những cái đồ sử dụng ở trong gia đình ấy, thì hầu như là không có lên giá một tí nào. Vừa rồi là xăng tuy rằng có tăng đâu có mấy đồng ấy thôi, thế nhưng nhiều người lại cũng kêu ca phàn nàn thế này nó khó lắm cái xăng nha. Mà cái xăng tăng nên nó ở thị trường thế giới anh ạ. Đúng rồi. Đó chứ không phải là trong nước mà là tự nhiên là một cái sự giật dây gì quá. Cái Việt Nam mình á, cái xăng tăng á là nó đi theo thế giới, thị trường thế giới, nhưng mà ở bên Cali là ngay chỗ Florida của thằng Phong nè, hỏi thằng Phong coi. Tao đâu rồi, tao qua bển rồi. Tăng khủng khiếp luôn, thành ra vì đó ta không dám chạy xe luôn, tại nhiều khi ta... Ở đây là 24.000 anh ơi, ở Tuyên Quang là 24.000 đồng một lít. Ôi, còn rẻ chán. Vâng, đấy em nói. Tính ra hơn $1 và $1 thôi, hơn $1 một chút xíu. Ở nước Mỹ này cái cách quản lý của người ta nó khác ở Việt Nam. Ở Việt Nam mình cái xăng nó chỉ có một giá thống nhất. Còn nó theo giá là giá thế giới anh ạ, anh Phong ạ. Tôi biết. Vâng. Thì mình nhập về thì phải giá thế giới rồi. Có cái chính phủ người ta khống chế. Còn tại bán mắc thì người ta không mua vậy thôi. Có những lần nghe tôi đi xuyên bang á, có những cái vùng nó hẻo lánh lắm, không có dân cư, mà chạy mấy tiếng đồng hồ như vậy gặp được cái cây xăng mừng lắm. Dạ. Chạy tô nó đổ nó cái gì người ta bắt rồi nó chắc mà tới buộc mày phải mua. Mấy em ở bên ở đây ở Tuyên Quang này như vậy là cứ mỗi một cây số một cây xăng. Dạ. Anh, tại vì là ở đồng rừng đấy nhá, ở chỗ Tuyên Quang của em đây là đồng rừng đấy, nhưng mà cứ một cây số là một cây xăng. Mình nói đi cũng phải nói lại là ở bên Mỹ này họ làm đúng không sai. Tại như vậy, một cái vùng mà không có dân cư á, mà tự nhiên có cây xăng á, thì mỗi ngày họ đổ được bao nhiêu chiếc đấy, nó buộc họ phải tăng lên gấp đôi thậm chí gấp ba luôn. Mày đổ không đổ thôi, tại chi phí đầu tư của họ đấy, nên buộc mình phải đổ thôi. Bây giờ mình chạy đâu, mình chạy
hỏi anh chạy mấy tiếng đồng hồ không có một bóng. Dạ. Tại vì anh biết rồi, nước biển nó lớn lắm, nó lớn lắm. Anh tàu lớn bao nhiêu anh? Nó gấp ba chục lần, 30 lần Việt Nam mà chứ đâu có lớn bao nhiêu đâu. Nên bây giờ anh mà anh đầu tư cây xăng vào những cái vùng mà không có dân cư thì cái lượng xe anh vào được mấy chiếc thì anh thấy tôi thì nó cũng không có sai, nhưng mà nói thiệt gặp được cây xăng mừng chết mồ luôn. tao nói cái dạy của mày nè, mày ngu mà chung với đó làm cái gì, mà đi đường trường mà kiếm một chỗ nào đông lúc mà chung chỗ chi mà khéo lắm. Tao cũng phải hết trơn vậy cha. Hả? Đùa quá. Bữa nay ngày phan mà, đùa quá. Bất cầm nha, chỉ than giờ đến một tiếng thôi nha. Qua 12 giờ là ngày mai là không được kêu ca cái gì đó. À, cái ý tôi nói là ở miền Trung nước Mỹ á, ở những cái bang thí dụ như là Arizona, Kansas, nó ở miền Trung thì nó hoang vắng lắm. Tao hiểu. Đồi núi chỗ đó là toàn là xa mà. Có người, em cứ tưởng tượng em chạy 3 tiếng đồng hồ không thấy một cái người chiều. Thì các bác nghĩ xem là ở nước Mỹ như vậy là 53 mỗi là bang nó bằng cái diện tích nước Việt Nam này cho ba. Lớn bằng và California lớn hơn. Những cái cục nó hoang vu cho nó bây giờ cho hết dân Việt Nam qua Mỹ ở cũng không thể nghề chứ. Lớn lắm. Ở chỗ Bắc Cầm bây giờ tuyết còn rơi không Bắc Cầm ơi? Còn, vẫn còn tuyết đầy phủ mà đã trắng trời mà. Cuối tháng 4 nó rơi. Ở đây 15 độ ạ, 15 độ. Còn bây giờ tôi, cái anh, xin lỗi anh tên chi? Anh Phong, anh Phong. Không, anh Phong không nói, còn anh này nè, anh... Anh này là Lưu Lý. Em là Lưu Lý, họ Lý. Và Lý Hồng Lưu. Dạ. Mà thằng này nó ác lắm. Nó là người dân tộc mà tao không có chịu đàn ông nó thì bà cái em cũng không nói làm gì, tao nói mà nó là người giáo. Bỏ rồi anh cầm nhé, bỏ rồi ra em tìm cho bác một người đó mà, người mà người đừng con gái giao rất là đẹp. Dạ, bận đồ rất là đẹp mà họ lại trắng bóc à mày ơi, giống như tay anh dao xanh hay dao đỏ, hỏi thiệt à, nếu mà anh người dao thì dao xanh hay dao đỏ? Dao đỏ. Có một dao này báo cáo các bác này, ở miền Bắc Việt Nam ấy là từ ở Thanh Hóa trở ra có dao rồi, nhưng mà dao nó có 9 ngành dao các bác nhá. Dao á là mình nói từ dân tộc dao thôi, nó có 9 ngành. À, còn nói tiếng khác nhau ấy thì nó phải 12 13 ngành ấy. Và mỗi khu vực nó sao anh nha, tôi tiếng nói giống nhau. Sợ dao xanh hay dao đỏ vậy? Mà tôi chỉ sợ dao trắng à. Tôi không có sợ dao xanh hay dao đỏ mà tôi sợ dao chặt trứng đá kiểu đó là sợ bị dao chặt. Bất sợ nhất là dao đấm. Không đứt đi, mặt xuống một cái là phải cưa. Thế à, thế rồi ok. Mày hứa với tao rồi nha Lưu Lý. Ok.